Má kêu sao không báo chanh nào trời. Giờ tôi lấy đại luôn chứ biết sạn nào đâu. Lấy ba chín và cám nhiều nước. Đem lên chùa. Sao tôi nói lộn hoài, đem lên thánh thất mình. Cứ nói lộn hoài. Ủa, thằng chanh đi đâu lên? Em đem lên thánh thất chở nè, má kêu đem lên nè. Ngay cúng cúng chay cho anh. Ủa, hôm nay mùng 1. Nay cúng rồi sẵn cúng cúng cũ gì sáu luôn. Ủa chị hay đồ đi đâu hả? Em hen. À. Chị hay đồ đi đâu hả? Sao băng giới nữa? Chuyện. Lấy hết luôn chị hả? Chị chút chìa khóa cửa nhanh nhậm đi trước à. Lấy hết luôn hả? Mẹ kêu lấy hết không? Mẹ kêu lấy chín cái gì thôi kệ lấy hết đi lên chùa trở đi. Xài nhiêu xài. Xài nhiêu xài không xài nó uống nước chanh. Rồi như đây chắc được rồi đó. Rồi. Vậy chị khóa đi chứ khóa cửa nha em dậm đi trước. Ờ. Đi đi. Em đi nha. Ừ. Tính đi bộ tập phải dục mà trưa nắng quá. Lên cả hả họng thở chứ có làm phụ được cái gì. Này nắng ghê trời. Má bên anh trận sáng giờ nên giờ tôi mới lên biết lên má la không. Bây giờ đồ ăn chín hết rồi mày mới lên. Nguyên nhà nuôi yến chim không tổng luôn trời. Chuyện lạ. Giống như xây nhà cho chim ở nha. Trời ơi ba táo. Mới là bông chưa trái. Ủa có táo bi rồi chứ. Nó người cọp rồi mà giờ vụt nữa bực cho mình ghê. Ma với thì dạ. Quá. Dạ. Dạ ba. Má ơi. Ủa, má bỏ đây hả? Ờ, mới lên hả? Dạ. Nghe không? Này chanh có như con gom hết luôn á. Bao cái thằng dáng này bự nhỏ con gom hết luôn. Ừ, đây làm gỏi. Giờ làm gì má? Phụ gì má? Nó còn dắt đi. Mày cũng dắt hả? Ừ, dắt. Má cái áo rồi đây. Nay 92 tuổi là họ sao rồi đó. Này đâu có nước tàu dắt má. Củ cải đỏ đó. Củ cải trắng dắt cho nó khô đi con. Có rổ không à. Cái thà
Lấy cái đó làm gì? Con dắt bỏ quà. Ủa, người ta làm cúng xong hết rồi không? Chưa. Hả? Chưa. Nhắc củ cải với lại cái củ cải trắng, củ cải đỏ đâu không? Con quào qua cái son đi dắt đựng mình cái thao đó. Này má mới trộn đường rồi vậy? Trộn đường nó về dắt. Dắt cho thơm nó nhiều. Thôi giờ má làm món gì rồi? Sáng giờ làm sắt gọt sắt nè. Vậy có mình má hay đâu có ai hả? Má với bà Sáu đó. Bà Sáu đó là cô Sáu của chú Thiên. Em của ba của bà chú Sáu Thiên. Là bà áo trắng hay là bà áo màu? Áo màu á. Là cô Sáu ruột của chú Thiên nha. Ừ. Bà cô bà Sáu đó chú Sáu. Ba chú Thiên thứ bảy. Rồi giờ cải con dắt bỏ đây hay sao? Con dắt nổi chung quay hay sao hay? Vào cho hết này đi rồi bỏ một bên nè. Bỏ một bên nè. Nãy chị hai cũng đi đâu, con ra con sạn đọt, cái chị là chị thấy chị mằng vớ, cái chị là chị cũng đi công chuyện. Đi rồi hả? Hồi con đi. Thì con đi, chị chưa đi, chị chuẩn bị đi nè. À. Xong rồi con đi chứ, thì con mới kêu chị khóa cửa, chị đi chị khóa cửa nha. Giờ em đi lên Linh Thánh Thất với mẹ phụ. Sao nước đâu quá trời. Chắc đi lần lát nó cũng về. Chắc chị chở con Bin đi luôn. Ủa con không thấy món gì đâu má. Làm rồi hả? Cháo không hả con? Có cháo với ăn gỏi không hả? Ừ. Đúng. Nước nó quá trời luôn. Ừ. Bởi giác nó khô rồi, lát mình trộn nó mới thấm. Mấy con tính đi bộ. Bộ biết chừng nào tới. Thấy nắng tính tập thể dục luôn, mà thấy nắng mà còn xách xe máy giọt luôn. Bộ biết chừng nào tới. Chú nhà mình đem lên hả? Mà sao tiếng đây. Đây. Đây không ạ? Đây. Mấy đưa đây con dắt cho, ủa ông bào chứ. Con bào mấy cái này con lột cái vỏ ngoài ra. Con này con bào gì xuống luôn hen. À, bào đi. Sao dao dao lục nhất nè. Bào xanh nó mở sức sức sức. Được rồi mấy. Bào được rồi. Ừ. Sáng sáng có chị kia. Chị mới con trẻ con bào bên này nè, rồi con bóc qua bào bên này nè, hiểu không? Con thấy chị có mấy cái mướp hương, cái con mời chị luôn, kêu chị mua mua bồ ngót nấu với mướp hương cho nó ngọt ngon. Có mua không? Có. Dạ bán với lại da miệng, cái người ta thấy thương người ta mua luôn. Dạ không có chi. Có gặp cậu Bảy không anh? Cậu Bảy là đi rượu. Cậu Bảy đi rượu rồi. Họ
bảy mới về. Cậu bảy coi. Cậu bảy không có điện thoại theo. Điện dao bị gì mà nó sao nó này nó xước vô tai nè. Cái này nó xước vô tai, ai làm kỹ thì xước vô tai chảy máu. Nè, sắc. Hết dao bào không á? Cái kia sắc được. Mấy sắc chanh hả? Người chế đếm đâu hả má? À chém đâu đi rồi. Coi lột ra, lột cái. Cái này bỏ hả má hay lấy luôn? Lấy cái lỗ trong ấy, lấy hết. Đó, có cái ngoài á. Trong non mà. Cái ngoài vô bỏ miếng này ha. Bỏ miếng bự phải rồi. Lấy miếng nhỏ này. Vậy má coi má ấy bỏ nào bỏ đi con, chứ con gặp con. Nè coi mấy này nào bào được bào. Nè mấy cái dao này. Vậy má coi này nào được kìa. Ba. Con kêu bằng ba mấy? Ba sáu. Ba sáu ha. Ba sáu là à. Dạ chưa, là cô sáu của chú Thiêm á. Ba sáu, con kia là bà ba ha. À, bà ba. À, mình kêu bên theo bên bà ba chứ ông ba thứ bảy, bà này bà sáu rồi. Cái này bén nè mẹ. Bén bào đi mẹ chùi rồi. Cái này bà ngọt xớt luôn nè. Ừ. Hơi mỏi lưng quá. Này bén cầu vô. Bà bên này nè rồi bóc qua. Con bà đi luôn cho nó rớt đi luôn cho nó lẹ. Nay ai trực cô sáng? Vậy giấc 12 giờ cúng 12 giờ ta mới lên đông. Giờ chắc gần 11 giờ chưa ai. Trời ơi trên đây có cái máy ngộ quá. Bỏ vô rồi xay. Xay vũ cho nó khô. Xay mấy vòng luôn. Trời ơi nó ráo queo luôn. Trời ơi nước quá trời. Trời ơi, thay vì mình bóp còn gì rõ vô đây. Bỏ đây xoay. Xoay nó khô khóc luôn. Mà nó còn nguyên hình dạng chứ không có bị nát. Giờ bỏ tay vô mình bóp là nát hết trơn rồi. Xoay 3 vòng bên này khô queo. Có đầu xay nè má, nó khô queo luôn. Mà Sáu mới đưa ra nè. Rồi nó khô còn hơn con bóp nữa. Dạ chứ mình dắt là nó nát hết trơn à.
Ui, chúng tay hết hồn. Thu heo luôn. Nhắc ba củ cải luôn á má, xay ba củ cải luôn hả? Vậy con trộn chung luôn hen. Rồi, nước chín trên đây. Gần cúng nó ta. Gần 12 giờ rồi. Đi con lấy áo cái. Lấy gì? Lấy cái áo mà. Về má hay đột má hay lên má cúng. Về hả? Dạ về tắm rửa rồi thay đồ lên. Sáng không có đem. Đi má. Lên má, lên má.